Ôi, hello anh em, chào anh em đã quay lại với kênh thằng Quán Âu của mình nha. Đây hôm nay lại đi cứu cho anh Tư thêm chén nữa nha. Không còn không cứu một chén cái là chén sao tự bới, giờ chén này là kêu đi bới cho nữa nè. Mở tẹt mấy cửa cho bác hai mấy cây kiển nè, mà hỏi còn cây nào nữa không, mình làm luôn, không chịu nó hết rồi. Này đi cứu anh Tư một chén nữa cả nhà ơi. Này cũng ca này cũng khó anh Tư, ca này anh Tư chỉ hơi có húp mắm thôi, còn để em lấy nó nguy hiểm anh Tư ơi. À, tới công chuyện luôn nha à, mọi người. Giao thông mà nó tét một cái là cả như xong. Rồi để mà mình chạy vô tới dòng kia mình sẽ quay tiếp cho anh em xem cái chỗ như thế nào mà anh Tư kêu mình cứu anh nha. Rồi, lên đường tới chỗ anh em ơi. Thì anh Tư ra xin chủ nhà, rồi chủ nhà đang nói chuyện, chủ nhà cho cắt kia nguyên cái dừa này luôn. Nói chung tại vì cái dừa này là nó đã bị điếc rồi, trái nó điếc rồi, nó không có được, nó không có đạt. Nó ổn đây nè cả nhà, để kiếm ai đâu rồi, nó đóng chèm đây nè, không ổn đâu. À trên này, nó trên này cả nhà, ổn mối đóng ở dưới ý. Ờ cái này dễ, cái này mình cắt giùm cho trương chủ nhà luôn. Nói chung là anh em mà có dừa mà có ổ vũ là kêu mình là gần gần là mình lên cắt giùm luôn, dọn giùm luôn. Cú hổ gì? Có à, gặp anh Vũ không mà. Rồi giờ để mình tiến hành mình cắt nó luôn nha. Để coi ngã ở đâu anh Tư. À, anh Tư anh mượn được cái cọng dây rồi anh em. Đang leo lên cột nha, để ngã qua bên kia là chúng cây bên kia là vườn khác. Cứu con chén nè, tại bên đây là cái cốc con bên vườn của người ta. Cột chắc chắc nha. Càng cao càng tốt. Người lá hay mở miệng bên đây bự bự là anh ghi là được rồi. Nói chung cây này cũng nhỏ mà ghi dễ mà anh Tư. Được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nha anh em. Rồi lụm nha anh em. Con luôn. Ngay vừa con luôn. Anh kéo xéo qua đây nữa chứ. Trời gió quá trời gió luôn em ơi. Rồi. Rồi để em dọn. Rồi coi anh cắt ở đâu nè, em cắt luôn nè. Ông có tú hơn quá trời.
Dạ, ổ nằm trong thân đó chị. Để em cắt luôn đây. Đây bác Tư. Em vô mát nè anh Tư, kéo vô mát này là em xẻ cho. Coi bề nào, đừng xé bề ổ, xé bề này đi. Này mỏng rồi. Không có đồ nghề luôn. Đồ nghề gì? Mấy cái búa theo giặt cái niêm. Trời ơi. Để anh Tư ra nông ra nghe nè. Em sẽ sâu mà. Vừa tới luôn ha. Vừa cánh mà kinh nghiệm mà. À lật ra. Bụi trên đó đâu thành vấn đề. À. Ổ này cũng gọn. Ô cục mà cũng bâng. Trời nằm tốt như này anh Tư ơi. Thì tự hào mà. Đây cục mật nữa nè. Rồi giặt ra bắt chúa lẹ nè. Nó đánh lộn với mấy con mối hôm rồi, chắc nó cũng đúng đuối lắm rồi. Vô rồi. Vô. Mần đồ nghề quá. Có mấy trái dừa đó chị hai? Dạ dạ. Trời ơi đã rồi. Trời ơi. Nhớ cho chị hai, nhớ cho em xin miếng đường với miếng chanh nha. Uống cho nó thơm thơm. Trời ơi, có đồ nghề kìa, giao gì đen cù lù vậy? Không á. Chưa có cái gì này, chưa có xin nhập lại. Đưa cục nào nguyên nguyên trước cho nó đi anh Tư, vô cục phấn. Đây, có cục nguyên nè. Ừ, cho nó ít ít vậy thôi. Nên nhiều càng tốt, nhưng mà nguyên là được, nhiều là tốt rồi. Trời, cái này dễ ăn quá anh em ơi. Chọt chọt vô lụm. Chúa nó không biết nằm bên đâu rồi. Chắc nằm cục dây cũng no quá anh Tư. Ừ. Ổ này nó cũng hiền anh em. Lùm lùm. À. Để anh Tư tự làm đi. Anh Tư đang lấy cả nhà. Mình cứ lách này, lách từ từ thôi. Đúng rồi, nó có cái chân này ở dưới mấy dưới. Để lách mạnh quá cái nó cũng dập nhộng đó. Cái này đúng rồi, hay lắm Tư. Ủa chuyên nghiệp bắt nhiều ổ rồi. Chuyên nghiệp dữ chưa? Nó có cái cù gù. Nó có trên này số. Cái này nè, cuộn 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 cuộn. Dít dít nhẹ 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 đúng rồi.
Nó ra nguyên cục trồng lụm. Vô thùng, bỏ đi, vô thùng đi. Đừng có dạch, anh bắt con cục trứng non nữa. Bỏ đi. Ổ này gọn mà. Rồi. Anh Tư qua đây nè, xử cục này nè anh Tư. Anh Tư, kéo cái đít qua, kéo đít qua. Phải kéo đít nó qua mới được. Ờ. Hai cục này mà không thấy nữa thì mình sẽ tính tới con cái hai cục kia. Em chú bảo đảm là trên này nè. Một ở trong cục trứng đó, hai trên này. Nó có những sợi trong này nè anh em. Mình lấy từ từ vậy đó. Đó. Nên thêm từ lấy không? Rồi kỹ thuật chứ lắm rồi. Ê, dịnh trên chùm, méo chùm hết. Đừng có dịnh trên cái chùm. Ừ. Anh bấu dưới này nè. Anh dịnh đây nè. Ừ. Dịnh đây nè. Anh kéo hở hở ra nè. Đó, đó, đó. Thấy chưa? Ừ. Nó bành bành cái háng nó ra cái anh chọt vô. Anh tưởng biết gì chứ. Bành cái kẻ ông ơi. Mốt có vợ lần hai đi đồng phòng hú em nha. Em chỉ cho. Cái đó là cái con của nó. Dạ, nhộng á chị hai. Dạ. Con chúa đâu? Thì nằm trong đó hỏi nó bỏ ra chứ gì. Còn có nằm trên đây. Nè anh Tư, thẻo mấy cục vật nhỏ nhỏ nè anh Tư. Ừ. Có những cục vật nhỏ nhỏ này nè anh em. Lấy cho nó. Kiếm gặp nó mới được. Chưa thấy con chúa rồi nó chưa yên tâm. Rồi, dạ đúng rồi. Anh Tư cứ lật ngược nó lên đi. Anh Tư... Nè, cục trứng này trứng điểm nè, anh dỡ trứng này ra nè. Chưa thấy. Chưa thấy luôn. Có trứng chúa nè, cái này trứng chúa nè. Trứng chúa còn không? Rồi, để ấp xuống đi. Đâu rồi, cái nào mặt nào, nào trên nào. Một đó, chùm đó, chùm lên trên đó. Giờ nó anh cầm nãy mốt hết mới của người ta, thấy chưa? Nó sửa lại. Hay quá, rồi xé cục này ra coi. Em nghĩ con chúa nó lên cục mặt rồi. Xe lại đi, trứng già mà, xe từ từ. Sao nó kẹt? Bung ra, bung ra. Gung dữ à, thiếu gỗ gì. Thì thôi, nó có bò ra là mình thấy à. Chưa thấy luôn mọi người. Có thể nằm động động rồi, nó không biết chạy đâu rồi. Nó chỉ có lên cục mặt này thôi anh Tư. Vừa vừa thôi anh Tư. Không, nó không chạy đâu đâu, hốt đây nó nằm trong này à. Bỏ đại vô đi. Nhớ trứng hồng nè, anh nhớ nè, nhớ kỹ hai con mắt đâu, coi trứng già. Hai con mắt nó nằm ở trên. Cái này nãy nằm ở dưới nè. Để ấp xuống. Lật nó lên. Ừ. Tại vì trứng già nó nằm ở dưới trước. Chặt hướng, đúng rồi. Đó, ổ này về là bao ngon luôn đó cả nhà. Bao phát triển luôn á. Rồi, nó nằm trên này nè. Anh Tư, bây giờ anh lấy cục mặt nè, lấy cục mặt nhỏ, mấy cục mặt nhỏ nè, anh bỏ vô cho nó đi, bắt đầu anh thu quân trước, anh kiếm chúa sao, là tốc độ thu quân sẽ được nhiều hơn. Anh Tư, anh lấy mấy cục nhỏ nhỏ như nè, rồi bỏ ngang sao nè, cho nó đằng nó biết nó làm mặt ở sao nè, 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 có mặt có cái chùm nè anh Tư, nè. Anh chọt mép bên đây nè, đứng ngang cái chân nó được rồi. Gắn cái chùm quay lên luôn. Gắn vô. Để đè vô cái chân quay lên luôn. Đúng rồi đó. Dựa vô góc luôn, dựa vô góc luôn. Đó. Rồi vậy đó. Càng tốt, lấy rồi càng nhiều nó, mấy cục nhỏ nhỏ này càng tốt. Nè, anh cục nè. Nè, khiều cái tay nè. Cái mình lấy nó luôn à. Cái mấy cục đó bỏ trước anh Tư. Đó. Bỏ đi, lấy vô đi anh thu quân. Ok à. Tại vì khúc này là cái cửa tổ nè, mình lấy cái này có mấy cái cọng nè các bạn. Mình bỏ vô cửa tổ. Ổ này khá là nhiều keo nha. Con chúa chắc nó nằm trên này rồi. Nó nằm trên cục này nè. Rồi đến từ anh dọn người ta mới tàn trò này cái sẽ tới cục này nha anh em. Cục nó ra coi. Nó đẻ trứng đẻ tẻ lấy keo.
cái nào keo không? Mày mật nè. Lách nó ra. Cái cửa tổ đâu? Nằm bên đâu? Tổ nằm nằm bên đây nè. Rồi rồi, lấy đi. Không lấy hả? Lát tính, lát tính. Giờ anh lấy nó trước đi. Mấy cục nhỏ nhỏ lấy càng nhiều càng tốt. Bỏ trong này. Nãy anh tên để lộn anh em, mình sẽ sắp xếp nó lại. Thông thường là cửa tổ nè, rồi bắt đầu cái những cái keo cái cọng nè, ở trong là mật. Bỏ qua bên đi nè, cái này cái cọng cửa tổ nè, cái này nó sẽ có mũ, có nè, có keo nè. Đó, anh bỏ ngay chỗ này nè, ngay chỗ cửa vô nè, đúng rồi đó. Rồi anh lấy keo kia anh chét ở ngoài. Đó, anh dính miếng keo này nè. Quay anh chét vô đây nè. Đúng rồi. Đó, càng nhiều keo càng tốt. Cố gắng lấy càng nhiều keo càng tốt. Trên đó dưới đó keo không á? Có mấy trứng lại bỏ lại đi. Có không? Gì nè, đây nè, gắn mót vét đây nè, keo đây nè, gắn mót vét đây nè. Ừ. Sâu vô, sâu vô. Sắn sâu vô. Nhỏ xíu. Bỏ đi. Anh phải lấy keo chứ. Càng nhiều keo càng tốt. Cái ổ cái này là mật lúc trước nó mới làm mà nó hư. Rồi, chét chét vô. Cái miệng, ngay cái miệng. Nó sẽ thu hút ông nhiều hơn. Rồi, đợi đi. Thằng gì nó nghe mùi, đúng rồi. Nè, kéo nè. Ừ. Đó, rồi anh chét ngoài cửa tổ. Chét ngoài này nè. Mình sẽ thu hút quân nó nhanh ha. Rồi, bụi cục này nè, kiếm vô kiếm chúa nè. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Kiếm chúa đi. Kiếm chúa thu quân đi. Tiếc núi nè. Sửa lại cái chùm nó quay lên. Nó có cái phiểu nè, mình sửa lại quay lên nha, nó sẽ xoay quay lên. Rồi, lách từ từ thôi. Nó nằm trên này nè, chắc cú luôn. Nhưng chú anh nó phái vô trong cái cục mật quá trời ta. Không biết sao lách nè. Đây đục trắng này nè. Cái đục ra trắng này nè. Đồ nghề là làm kiển anh em. Trợ giúp cho tay nữa nè. Đúng rồi. Yeah. Cấn con chúa là ăn cám nữa. Con đó là nó không vô. Nó không có, nó không đẻ chị hai. Dạ. Gặp được tới. Dạ một con hả chị hai? Dạ. Giống như ở nhà có con bà mà không được hai bà vậy đó. Vậy ha. Vậy là cũng ý có ý muốn hai bà ha. Đâu có video này làm tướng nhà về chị Tư chỉ coi chỉ biết gì. Không, em ra video là chị Tư coi à, chị Tư biết liền à. Mặt em muốn hai bà nè nha cả nhà. Cũng đẹp trai lắm nhưng mà lòng tham vô đáy. Giờ anh Tư sẽ lấy cái cục này nè. Đang kiếm chúa trong này nè. Nó chắc nằm trong này. Đó, anh Tư lại ở góc đó cứng nè. Này từ từ. Này vì con chúa trong này mình phải cẩn thận nha nè. Nhanh nhanh tới kế anh Tư. Đang nhìn rồi nè. Lòn vô. Kệ có mặt nó không dính. Bên kia. Coi chừng nghe, con chúa là tôi nghe. Cắt à.
mí luôn. Nào kéo lên đây đi. Nè, dỡ lên lách dưới. Bỏ cục này qua bên. Ca cho chị hai luôn. Dạ dạ. Ba cái phấn này chị nhà. Đừng có nước không? Chị chủ nhà, chị chủ nhà. Chị nhà đẹp gái dễ thương lắm nha. Bây giờ người ta vườn vô quấn chết luôn. Nguyên cây dừa được trái hay trái à. Nó không đạt. Cho ổn hơn tư. Tao thấy không yên mà mày. Đó, đó đó đó, tới luôn, gạch dài dài tới luôn. Từ từ, con chú nó chậm lắm. Đó, bấu lên luôn, lỡ rồi. Chúa đâu? Bóp cục mà hồi cốp hà. Không thấy mẹ vậy trơn. Đâu rồi? Rồi, chúa đâu? Chưa thấy chúa luôn bà con ơi. Rồi, quấy bươi cục mặt này ra anh Tư ơi. Chưa thấy gì luôn anh em ơi. Có khi nào thấy xác con chúa nằm đây không? Rồi. Ổ này bắt không được chúa là dở, hai thằng dở như hạch luôn á. Để mình kiếm cái tình hình nó nằm đâu đây nè. Bươi bươi mấy cục này ra nè. Không biết bên đây có không nữa nè. Hiu luôn. Hiu như con trà hiu luôn. Để mình khám phá cục này anh em ơi. Nó có thể nằm trong này, rút lên trên. Những nó rút lên những cái đường mà cùng đường. Khui khui. Đâu rồi, không thấy luôn tôi ơi. Cùng đường rồi. Đâu? Em nghĩ nó nằm trong cục trứng thôi. Cục trứng non á. Đây giờ bươi quá trời bươi rồi. Bây giờ em thấy ông chúa trước nó khỏe quá trời. Nói gì? À, mất tiêu rồi. Không thấy đâu. Rồi có thể nó nằm bên cục non rồi. Chúng đâu chứ nó không có ra ngoài cửa tổ đâu. Đây cũng có mấy cái ngách này nè. Dạ. Giống như chai này nè. Mỏ. Nó đóng sen kẻ lớn cũng mối chị. Có khả năng nó nằm đây nè chứ anh. Hả? Đâu? Cái lỗ này. Nó chết luôn sao? Lỗ cái này nó sen sen cục mật vô đây nữa nè. Em đang xẻ nó ra nè. Cứng quá vậy. Mà thường thường nó ít có ra cửa tổ á. Mật nhỏ nhỏ nhóc nè. Lấy nhiêu cũng có nè. Rồi hay bò lên coi cái coi trời. Sen sen mấy cái ngách nè. Bể nhóc trong này nè. Ông nó buông một cục trong này nè. Không nhiều mà chúa đâu. Chưa thấy luôn từ rồi. Chúa đâu? Chặt cắt ngách luôn rồi đó. Dạ.
nó trốn, có khi nằm trong cục trứng nó nít trở nín giọng nó không ra. Nó bắt ông kia về bắt được con chúa về mất tiêu. Ước mặt bữa hổm về thấy nó nằm nó quạt cánh rung rung rung, mấy bữa sau giờ kiếm mất tiêu không thấy nữa. Ở ngoài, ở bự ngoài, bữa cái dừa già bữa lúc ngoài. Rồi mất vậy rồi cái có con khác lại không hay là sao? Không, nó sẽ tự tạo chúa mà nó tạo cũng hên xui vậy. Cũng hên xui, rủi ro cũng cao. Chứ có trời không thấy nè mày. Mà mình nghĩ cái này nó đơn giản là nó chỉ mình nằm trong cục trứng non thôi. Bây giờ cục trứng non mình không có bơi được. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình tối về mình quan sát nó thôi. Giờ mình sẽ dán lại mình thu quân đó. Cho con miếng ong non rớt xuống nè, em dán lên tôi coi nè, lẹ nhanh còn lẹ nè, bóp hai đầu ngay góc nè, điều nữa không? Ừ. Rồi chết vài con cũng không sao đâu. Đó. Kè sát xuống em mảnh xuống nè, đó nó dính nè. Rồi ụp lại đưa lên trên đây, xử lý mấy cái đó đi, nó buộc trên này nhiều nè, lên đây đâu rồi nó sẽ bu vô à, bắt đầu bu vô nè. Nó nhớ đường về tổ này chưa vô đây. Dẹp xong rồi cả nhà. À, nè, xin chủ nhà đem nước dừa có tắc này kia luôn, có đường luôn nè, quá ngon luôn. Mời cả nhà uống với mình nha. Quả đã. Trời ơi. Sướng. Còn gì bằng. À. Quá đã luôn cả nhà. Ồ, bu vô rồi. Bu vô rồi Tư. Chắc để đây vài ngày luôn vậy. Ừ. Tư anh lại anh giạt giạt lấy búa anh giạt giạt mấy cái keo này nè anh Tư. Trải đi. Cho nó tới gom vô đây nè. Trải đi, bỏ vài ngày. Nè, mấy keo dính đây nè. Nó bu lại đây nè. Thôi, vô đây. Đó. Ừ. Nào, vô. Lại đi, nó đâu sợ. Rồi xong, thế là xong. Thu quân gì? Xíu xíu mình về anh em ơi. Rồi thôi hai anh em mình kết thúc clip nha. Cả nhà em có hay cho mình một like được chia sẻ nha. Anh em có mua thùng thì cứ liên hệ số điện thoại cho màn hình của mình nha. Rồi chào tạm biệt anh em.